Tranh giải ba đô Trần Trung Anh đã nhất thắng giải ba, xin mời các đô qua lèo vào đăng ký để phá giải ba. Đề nghị quý nhân dân xem hội chúng ta không trèo qua lan can phía trước mặt của ban tổ chức, rất dễ xảy ra mất an toàn. Một lần nữa đề nghị các đồng chí làm nhiệm vụ an ninh ở vòng ngoài chúng ta nhắc nhở nhân dân đến xem hội. Thái đô chuẩn bị hiệp một bắt đầu. Trận thi đấu này ban tổ chức chúng tôi sẽ thiết lập trận thi đấu giải nhì của trai làng giữa đô Nguyễn Trung Hiếu đã nhị thắng giải nhì và đô Phan Chi Hùng xin vào phá giải nhì. Xin mời hai đô chuẩn bị trang phục thi đấu. Cân cử người vào phá giải với đô Vũ Văn Trưởng.
bạn trên 80 kg. Hai đôi này cũng đều nhau đấy nhỉ. Vâng, Vũ Văn Trưởng, Thiên Lăng Quế Võ đã nhất thắng cặp đô Nguyễn Toàn Khải của Thái Nguyên. Mời hai đô vào theo lệnh đấu trên đài. Đây là câu vật thứ hai của giải ba. Mời đô Nam và đô Dũng chuẩn bị đây. Lau khô người chưa? Chắc là khô rồi đấy. Sau vào hiệp một bắt đầu. Giá trị giải anh tài địa phương là 15 triệu. Hiện nay đã có đô Nguyễn Văn Hà khu 2 xin giữ giải anh tài. Vậy xin mời các đô ở địa phương chúng ta vào đăng ký phá giải. Vâng, mời hai đô tạm giải lao, mời đô Nam, đô Việt và đô Quang tập kết vào khu vực thi đấu. Hai đô chuẩn bị, trận đấu tiếp tục. Vâng, xin ủng hộ một tràng pháo tay của Vũ cho Đô Dũng rất là nhiệt tình đấy. Năm nay là cũng không may mắn lắm, kèo này thì không biết tính thế nào đây. Thua giải nhất chú là gì, thua giải nhì giờ lại chú giải ba đấy.
xin ông gọi một tràng pháo tay để cổ vũ cho Đông Dũng ạ. Vâng, các bạn là cống hiến, biết đến là vào cái bảng rắn quá này, đồ hiếu về đây. Mời hai đô. Đây là chính thức là trang phục thi đấu của môn vật dân tộc Việt Nam. Trận đấu tiếp tục. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.